Tụi em cũng có dự ngày cưới tầm khoảng 2-3 tháng nữa tụi em sẽ cưới, xong rồi em phát hiện bọn đó là gắn cho em tập sừng cho nên hơi... Ui là trời. Rồi mỗi lần chia tay buồn không? Dạ chỉ xin một đêm buồn thôi. Tính thời gian tìm hiểu với quen thì tầm khoảng 5 năm. Giống bên kia, có khi nào qua gặp nó ủa tôi ông này rồi. Trời ơi. Đừng có nói là anh đi bộ đội bỏ nha. Xỉu liền á, tôi xỉu cái đùng liền á. Mời nhà trai. Chào anh trai. Mời anh trai. Xin được mời nhà gái. Hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi. Cách một cái hàng rào tình yêu thôi. Thành ra mình nói lớn lên, mình giới thiệu cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận để hồi mình gặp gỡ nhau nha. Mời em trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Văn Nhất. Năm nay em 32 tuổi. Em đến từ Bình Thuận. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì nhất? Dạ em làm bên công ty thiết kế nội thất và ngoại thất. Mời nhà gái. Dạ là đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và quý vị khán giả. Dạ chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Mộng Duyên. Em sinh năm 92, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Tân An, Long An. Em làm công việc gì? Dạ em làm bên tài chính đó chị. À rồi. Tài chính ha, Duyên hả? Rồi bữa nay mình có Duyên ở đây rồi ha. Một bạn tên Duyên, một bạn tên Nhất và Nhất Duyên. Rồi đầu tiên tôi làm thủ tục lì xì cái đã. Trời ơi Duyên. Duyên ơi, chúc mừng năm mới nha. Này giống như xin xăm vậy đó. Ráng lên, rồi vô. Chúc mừng năm mới. Chúc năm mới xinh đẹp. Dạ. Chúc năm mới mau giàu. Chúc năm mới thành công rực rỡ. Quên. Còn vụ bà mối nữa. Giải ra nào nhỏ nhỏ thôi. Mới tay rồi mà cũng không có được phất cờ nè. Coi như xin xăm đó. Dạ. Chúc mừng năm mới nha. Cảm ơn ông. Năm nay cô gắng có chồng nha. Dạ. Rồi Nhất đây. Dạ. Chào xíu. Chúc mừng năm mới. Rồi vô. Chúc năm mới đẹp trai nha. Dạ. Phát tài phát lộc luôn. Em cũng chúc anh Nguyệt Linh năm mới sức khỏe thiệt là nhiều. Ok. Chúc mừng khán giả năm mới. Ai gặp tôi để tôi lắc xăm nha. Rồi nhà gái muốn nói gì? Dạ đây khi sẵn dịp năm mới em xin chúc chị Ngọc Lan, chú Nguyệt Linh và tất cả mọi người trong trường quay hôm nay có một mùa xuân thật là vui vẻ và vạn sự như ý ạ. Rồi cảm ơn nhà gái rất nhiều. Bây giờ nhà trai nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ về em thì em có tính tự lập, rất yêu thương và chăm sóc gia đình của mình. Đối với công việc thì em tập trung, hoàn thành tốt. Và bạn bè thì em cũng nhiệt tình, vui vẻ với bạn bè. Còn gì tốt nữa không? Khai hết cho nhà gái ta nghe coi. Còn điểm xấu thôi anh. Điểm xấu hả? Dạ. Khai luôn. Còn điểm xấu thì em thích uống bia. Với lại em có hút thuốc. Thích uống bia uống nhiều không? Dạ cũng được một ít. Uống đừng có lầy lội là được. Dạ uống xong đi ngủ đó anh. Chứ không đi đâu nữa. Nhà trai tôi vậy đó. Thông báo cho gì nhà gái biết. Rồi nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em chắc có lẽ là em hoạt ngôn, em giao tiếp được, vui vẻ hòa đồng, hơi lầy xíu. Hơi lầy. Dạ. Còn khuyết điểm của em có nghĩa là em hay dễ bị xúc động, với lại hơi cọc. Thôi. Cọc là sao? Nói làm gì? Không, dạ cọc thì em sẽ bỏ đi chỗ khác. Cũng hên đó. Không sao yên tâm nha, bên đây cọc là bỏ đi chỗ khác. Được. Cái đập cọc nó dễ thương. Đường tình duyên em sao rồi là Nhất? Dạ em cũng có hai mối tình đặc biệt, còn mấy mối tình kia kiểu như em say nắng thôi với lại bạn bè giới thiệu nhưng mà cũng không tới đâu. Hai mối tình đặc biệt là đặc biệt sao? Dạ hai mối tình đều là 5 năm. Mối tình 5 năm đầu tiên sao chia tay? Dạ em thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bạn đó ở nhà không chờ được cho nên bạn đó lên xe bông. Rồi. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì tụi em cũng có dự ngày cưới tầm khoảng 2-3 tháng nữa tụi em sẽ cưới, xong rồi em phát hiện bạn đó là gắn cho em tập sừng cho nên hơi... Ui là trời, thấy thương quá. Bởi vì đàn ông tội nghiệp lắm bà con ơi. Để tôi qua đây tôi coi coi. Chiếc lá vật vờ giữa không gian vậy đó. Dạ em cắt rồi. Cắt rồi hả? Rồi mỗi lần chia tay buồn không? Dạ chỉ xin một đêm buồn thôi. Không để người ta lo lắng cho mình. Bao giờ chia tay buồn mình khóc rấm rứt không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Dạ. Như kiểu mối tình đầu tiên của em thì là lúc đó em ở trong bộ đội, là em mấy đứa bạn đồng chí đồng đội của em nó nói em là thánh khóc vậy đó.
đụng đâu khóc đó. Trời ơi, mít ướt dữ vậy hả? Thôi được rồi, hai mối tình đã cho bầu qua, về qua mối tình này coi. Trời ơi, học sao học nổi trời. Mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì con chỉ có một mối tình thôi. Còn bạn bè thì dựa trên chừng chính bạn bè thôi. Bạn bè ai kể? Ừ, cái mối tình đó mấy năm? Dạ, tính thời gian tìm hiểu với quen thì tầm khoảng 5 năm. Giống bên kia, có khi nào qua gặp nó ủa tôi ông này rồi. Trời ạ. 5 năm sao bỏ nè. Đừng dạ. Có nói là anh đi bộ đội bỏ nha. Xỉu liền á, tôi xỉu cái đùng liền á. Dạ, có nghĩa là hồi đó con quen thì do xuất hiện người thứ ba. Xuất hiện người thứ ba. Dạ, đúng rồi. Hiểu rồi ha, mỗi bên đã hiểu được lý lịch sơ của nhau rồi. Bây giờ sắp tới nè, mình kiếm một người chồng tương lai. Mình muốn có một cái mẫu hình lý tưởng nào mình có thể chia sẻ cho người bên kia nghe được không? Dạ, con thì mẫu người của con thì phát cao trên 1m7. Tại vì con cũng hơi cao. Bên kia cao, yên tâm. Dạ, có da có thịt xíu. Tại vì đây bên đây cũng hơi mụn mỉm như là. Có da có thịt. Dạ, đúng. Bên kia da thịt là có nha. Chứ có. Ai mà không có da. Vui vẻ, hòa đồng. Quạt bát nói chung là cũng phải lầy lầy đứng cỡ con. Lầy lầy chút. Không, cuộc sống nó kia lầy nó vui. Dạ, đúng rồi. Không có gì, đừng có lầy quá, nhậu lầy không có được thôi. Nhậu đúng nhưng mà công việc hay là xã giao thôi, chứ đừng có lầy quá. Bạn gái yêu cầu vậy đó, mình thấy mình đáp ứng được nhiêu? Dạ tầm 90 rồi chị. Trời ơi, vàng ghê không? Không được, 90 không được. Vậy giờ bạn trai hình mẫu lý tưởng làm sao nè, nói chị Lan nghe nè. Em thì muốn bạn gái của mình cao trên 1m55 một xíu. Dư sần. Dạ, dễ nhìn là được rồi, không cần phải quá sao đẹp. Nhìn một cái thấy liền dễ lắm. Dạ, còn cái mong muốn nhất của bạn gái là biết nấu ăn một xíu. Không có chơi về đam mê về mấy cái môn cá cược, banh bóng hay số đề. Nãy giờ chưa hỏi hả, quên. Có banh bóng gì không trời? Dạ không. Rồi, vậy là tốt rồi đó. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Gái đi với ai đây? Dạ, hôm nay con đi với ba với lại đồng nghiệp. À, có ba nữa hả? Được rồi, hay quá. Lời đầu tiên thì xin chào tất cả quý khách ở có mặt trong trường quay và MC và tất cả các bạn xem đài. Năm mới 2023 được an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài. Dạ, cảm ơn chú. Mình thấy rồi, con rể tương lai đó hợp với con gái mình không? Theo ở đây là mình cũng thấy, tất nhiên là giờ con đứa nào cũng lớn rồi thì mình nhìn thấy thì được ok đó. Nhưng mà còn vấn đề sau nữa thì do hai con. Ví dụ mà nếu mà muốn tiến tới càng gần hơn thì tự tụi hai con đó là tự lấy số điện thoại ra hoặc là để gặp nhau tìm hiểu sâu hơn. Rồi cái đó là mình cũng không ép buộc được. Thì tự con lớn rồi, tự quyền quyết định, chứ mình thấy là ok. Vậy ok thôi. Có nhậu có hợp với mình không? Nói chung là trong cái giới làm ăn ha, hoặc là mình làm cửa hàng ha, hoặc mình làm cái ngành gì đó, tất nhiên buộc là phải biết nhậu. Đó là cái một điều xã giao cũng giống như ở đây. Giống như tôi, cha của Duyên thì tất nhiên nhiều khi có tầng, nhiều khi gặp đụng khách mà 3-4 khách thì cũng phải chịu trả tới luôn đúng không? Mà không có tầng, không có khách nào thì cũng không giàu thì nó y vậy. Phải giao tiếp. Rồi cộng thêm đây nè, đây gái của là nó vừa làm bên ngân hàng cũng là đánh nọt đó, đánh nọt của đám cưới, tất nhiên là hai cha con vẫn đi làm, cha làm MC đám cưới, con đánh nọt. Trời ơi. Nhạc sống có sẵn luôn. Đồng nghiệp. Vậy khỏe rồi, đám cưới khỏi lo gì hết. Đám cưới là cô dâu vừa đàn vừa hát. Ông già vợ, ông làm MC luôn. Đâu có tới ngày đó là mình phải mướn hết chứ mình đâu có làm. Hợp lý. Mướn hai người. Xin số điện thoại, mướn hai người. Cảm ơn chú, cũng nhận show trước nha. Rồi, nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với cậu của em, chị thứ ba của em. Dạ. Anh họ của em và bà hai đứa em. Rồi, mời cậu à. Gia đình luôn. Lời đầu tiên là xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp và tất cả mọi người trong khán phòng. Tôi là cậu ruột của cháu Lê Văn Nhắc. Thực tế ra ở nhà ít kêu tên Nhắc lắm, mà kêu cháu Tí không à. Tí hơi bự. Tí chứ vẫn không Tí. Nói với cháu Tí rằng là thôi, tất cả những cái chuyện tình mà mình đã qua hãy cho nó qua luôn. Bây giờ nếu có cơ hội trước mắt hãy tự nắm lấy. Còn Duyên thì bởi vì cậu là cậu ruột của cháu Tí thì thôi, hãy coi cậu như cậu của con luôn ha. Hay quá. Rồi, cho dù như thế nào đi nữa chúng ta vẫn là cậu cháu. À, hay quá. Rồi, nói với Duyên như thế này,
Tí thì được ba mẹ, anh chị, các chú, các cô, cậu gì rất là yêu thương, yêu thương rất là nhiều. Nhưng mà chỉ còn thiếu một người yêu thương nữa thôi. Đó cũng là một lý do mà Tí đến với cái chương trình này hôm nay. Cậu muốn là hai cháu hãy tự cho mình một cơ hội tìm hiểu và nếu được yêu thương nhau để cùng nắm tay nhau đi về một hướng, đi hết các quãng đời còn lại. Cảm ơn cậu. Cảm ơn nhà trai, nhà gái rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt, rồi chuyện gì đến nói đến. Mở rào. Bắt đầu đi em. Cảm ơn anh. Tặng em món quà nữa. Dạ, cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Ở dưới em á, dân miền Tây nên đặc sản của em ở dưới là rượu nếp Long An. Tặng đi. Em gửi anh. Rồi cũng như là biếu quà anh vào Tết. Gò đen á. Dạ. Cái này cái gì? Dạ cái này là em mày công em biết kiếp đi tìm được á. Đeo cho người ta. Trời ơi. Đưa cái hộp đây chị cầm cho. Rồi. Ây, sao nó hạnh phúc quá vậy trời. Làm như ngày đó tới đám hỏi luôn vậy. Cảm nhận hai em gặp nhau thấy sao? Anh thấy em sao? Anh nói trước đi. Thì em cũng Trăng tròn. Dạ. Cũng dễ thương. Em cũng muốn biết cái ý nghĩa của sợi dây chuyền anh tặng cho em không? Ừ. Dạ. Anh chỉ muốn chiếc cái mặt dây chuyền đó, nó hình trái tim, nó như là anh vậy đó, anh sẽ được ở bên em như sợi dây chuyền. Trời ơi, cái này chắc cậu dạy nè. Rồi, các bạn hẹn hò thế nào? Thí dụ như cuối tuần á, công việc của anh xong á, ví dụ như anh làm cái nghỉ ngày chủ nhật đúng không? Đúng rồi. Thì mình cuối tuần mình rảnh rỗi thì mình hẹn hò, mình dành thời gian cho nhau, mình tìm hiểu nhau thôi. Okay. Dạ, em thì công việc của em thì nó cũng thoáng với việc thời gian lắm. Ví dụ như anh bận hay là anh không ví dụ như bữa nay anh không xuống được hay gì đó thì em có thể lên gặp anh. Nói chung là mình chia sẻ với nhau là được. Anh thì cũng giỏi chạy xe, cho nên không có muốn con gái phải chạy xe nhiều, cho nên cái việc mà di chuyển đi xuống để mình được gặp nhau thì để anh đi anh làm điều đó cho. Dạ. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên. Thì hiện tại là anh là con út trong gia đình, có ba chị thì ba chị đó đi lấy chồng hết rồi, chỉ còn ba mẹ ở nhà. Nếu em có ngại làm dâu không? Cái việc làm dâu thì đối với em nó cũng không khó, đi đâu cũng được, miễn sao cái người đó thương mình là được. Dạ. Em thì là nhà em có ba người, em là chị đại á, em là lớn nhất, còn hai đứa em ở nhà nữa. Thì nói chung là chưa ai lập gia đình hết. Cái quan điểm của em thì giống như là mình, ví dụ mình tiến được tới hôn nhân thì mình thứ nhất là mình phải chung thủy, mình phải tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ với nhau, vậy là được rồi. Không có cần phải gọi là cao sang hay là phú quý gì hết. Thì dạ. hai chúng ta đều phải yêu thương và tôn trọng gia đình hai bên. Dạ đúng rồi. Đó có dạ, điều đúng cần thiết nữa. Em mong thì nếu được thì em với anh có thể cho nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu. Rồi còn chuyện sau này thì để tính sau. Dạ. Bước tới gần chút xíu nữa. Ngồi hơi xa quá. Đứng lên em gái. Đưa tay bên kia lên luôn. Đó. Nhìn thẳng mắt nhau nào. Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng mắt nhau, để xem câu chuyện nãy giờ thế nào, để xem cảm xúc mình như thế nào. Em thấy anh hơi rung. Đó. Đúng không? Tại anh rung lắm luôn á. Như kiểu lần đầu tiên của em vậy đó. Tim nó đập nhanh chứ nó hơi bị hồi hộp. Còn em gái thấy anh trai thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng phù hợp với cái yêu cầu của em, chỉ là cao hơn em thôi, với lại có da có thịt xíu thì em thấy anh được đó, còn cái chuyện khác thì để tìm hiểu mới biết. Dạ. Anh gái chủ động hát tặng em trai anh bài đi. Cứ nắm tay thế nhìn nhau mà hát nha. Thôi sẵn tới đây em cũng xin gửi cho anh với lại quý vị khán giả một ca khúc muốn nói gì về xuân mà cũng nói về tình yêu luôn, đó là bài Xuân Định Ước. Rồi nhìn em trai mà hát, hai người nhìn nhau hát cho nhau nghe đó. Lấy chồng chưa, năm nào cũng nghe mấy em cằn cưa hỏi em, cớ sao năm nào cũng có mình ơi mà tới anh có thua, bên nhà em ấy là bao ba anh ông la ông trời kêu dân về coi. Xuân sang tiếng tô trời mây, bánh mừng tiếng tô xuân dày,
Nhận cưới kết duyên đôi mình ra mất kết duyên mừng xuôi. Ngày năm mới đã đến, ngàn vàng xuân đang sang bên mang. 30 pháo hoa tưng bừng, lòng nồng nao chút ly rượu vui. Có anh có em kề bên, ông tơ kết duyên đôi mình. Ra duyên bấm anh qua nhà, cùng trầu cao rước em về dinh. Năm nay tính cho sau này, mình ăn thết xong cưới được không? Tất cả những gì chúng ta đã cảm nhận từ đầu câu chuyện đến bây giờ, chắc chắn chúng ta sẽ đưa ra một quyết định bằng chính trái tim của mình. Đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đúng, chúng ta bấm ngay. Nếu không đúng, không cần bấm. Mình nhường nút bấm nó cho người khác. Đây là giây phút hết sức là quan trọng. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Sẵn đây Học đại diện nhà trai nói gì với nhà gái trước đó đã. Học một điều vô cùng tình cờ là tôi với lại ba của Tú Duyên là cùng tuổi. Thay mặt cho ba mẹ của cháu nhất thì chúng tôi rất là ủng hộ các quyết định của các cháu và mong rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào khi mình đã có quyết định thì mình phải có trách nhiệm với cái điều mình làm, không có cái gì nó trọn công à, nhưng mà khi thương nhau thì có thể là tha thứ, bao dung cho nhau, chia buồn sẻ ngọt tất cả mọi việc thì chúng ta sẽ cùng đi tới một hướng. Cảm ơn cậu. Chúc hai con thành công. Rồi, chúc mừng hai em quay một nụ hôn đầu tiên. Tới công chuyện luôn. Mời nhà gái. 안녕하세요 여러분. 저는 트라고 합니다. 올해 29살입니다. 새해를 맞이하여 건강하시고 행복하시기를 바랍니다. 마이 야 타이. 안 하디야. Xin mời nhà gái. Thôi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và tất cả khán giả. Em tên là Trần Văn Việt, năm nay em 33 tuổi. Em làm việc quay phim và có mở một cái công ty riêng cho mình. Em sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng là việc vào đây đúng không? Mời nhà gái. Mời nhà gái. 안녕하세요 여러분, 저는 트라고 합니다. 올해 29살입니다. 새해를 맞이하여 건강하시고 행복하시기를 바랍니다. What? Ủa mọi người ơi, what your job? Biên dịch không? Có phiên dịch không? Where you from? Where you from? Dạ, xin chào mọi người ạ. Trời ơi, làm tôi tưởng. Trời ơi, tôi bị áp lực về ngôn ngữ, mọi người ơi. Tôi tưởng đâu người nước ngoài, where you from? Trời ơi trời. Nay nói tiếng gì vậy? Dạ, lúc nãy là em nói tiếng Hàn ạ. Dạ, con tên là Phạm Thị Anh Thư. Con năm nay 29 tuổi. Hiện tại con là giảng viên khoa tiếng Hàn. Con ở quê là ở Quảng Nam. Và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Vô luôn. Vô, vô, trời ơi. Sao mà hợp dữ vậy trời, vô cái là thấy thuận lợi rồi. Hỏi hỏi coi gần nhau không vậy? Hỏi hỏi đi nhà trai. Trời ơi, tức. Ui đi. Người ta ở Đà Nẵng, ở hỏi liền. Em Đà Nẵng ở đâu em? Dạ, em ở khu An Thượng, gần biển Mỹ Khê đó anh. Anh ở chỗ Cầu Rồng. Vậy thì là gần ạ. Hỏi có bà con gì không trời? Ừ, không chừng biết nhau luôn đó. Hỏi thì sát bên rồi đó. Quý vị thấy không, ta gọi là duyên kỳ ngộ đó. Hai bạn ở gần nhau, sát bên nhau, cách nhau cây cầu thôi. Mà không gặp lên đây gặp, vậy là vui rồi. Tôi thấy vui rồi, thôi tôi lì xì đi. Đây, chúc mừng năm mới Thư nha. Dạ. Chúc mừng chào đón người Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng năm mới vô. Đây, chúc năm mới thật là nhiều điều may mắn, an khang thịnh vượng. Chúc năm mới có chồng. Dạ, cảm ơn. Rồi, xong. Bên đây, chúc mừng năm mới. Đó. Dạ, anh cảm ơn anh. Chúc mừng năm mới nha. Dạ,
năm mới may mắn thành công rực rỡ nha. Dạ. Năm mới có vợ được không? Dạ. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Việc dạ, ưu điểm của em thì chắc là em tự lập từ nhỏ, cho nên là em cũng tự tin trong công việc và em cũng cầu tiến ở trong công việc đó. Còn khuyết điểm của mình là thứ nhất là nóng tính, thứ hai là mình có căng thẳng cũng hơi nó lắc chút. Việc học quay phim lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Có công ty riêng không? Dạ có. À, một mình có đứng công ty luôn? Dạ. Thì tốt rồi. Nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét thì em là một người sống khá là tình cảm. Em rất là thích làm các công việc thiện nguyện. Ví dụ như là em nuôi tóc dài xong rồi là em tặng cho bệnh nhân ung thư. Hay quá. Em cũng là một người sống rất là lạc quan. Khi mà gặp một cái vấn đề khó khăn nào đó thì em nhìn mọi việc nó thường thì em sẽ chọn theo hướng tích cực. Và sau đó em sẽ cố gắng giải quyết vấn đề. Em thì là một người làm hết sức nhưng mà cũng chơi rất là hết mình. Em có một cái nhược điểm là em khá là hậu đạo. Và em cũng không nấu ăn ngon lắm. Tuy nhiên thì bây giờ em cũng đang cố gắng cải thiện. Dạ, cải thiện. Dạ. Trời ơi, cô gái đáng yêu và dễ thương lắm. Còn việc em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì 3 mối tình. 3-4 mối. Mối tình sâu đậm nhất của em là quen 8 năm. Nhưng mà em thì em không thích nói nhiều quá về cái quá khứ, về cái chuyện mà mình nó trải qua. Cho nên là tất cả mọi cái mối tình của em á, thì em coi nó là một cái kỷ niệm của mình, cái kinh nghiệm mà để cho mình trưởng thành hơn sau này thôi. Đúng. Không, nhưng mà cái mối tình 8 năm đó, khi chia tay mình thấy mình có một cái lỗi gì trong đó không? Tại vì cái lúc mà mình quen là lúc đó là mình chưa có 19 tuổi. Mà quen 8 năm là tới 20 mấy tuổi. Mà mình quen nhau nó quá nhiều, quen nó quá lâu á, là nó hiểu nhau nhiều quá. Nhưng mà sau khi mà nó cũng chia tay nhiều lần, xong rồi là mình cũng quay lại, bên kia cũng chia tay rồi cũng quay lại, cái hai bên cứ quay lại rồi chia tay. Cái càng lúc nó càng quá đi quá đà, là hai bên nó đều suy nghĩ một cái chiều hướng khác. Cho nên là em quyết định là để cho cả hai rồi có cơ hội tìm những cái người khác tốt hơn. Đó cũng là một cái kinh nghiệm ha. Cái chia tay tới chia tay rồi cuối cùng cũng chia tay luôn. Dạ. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì đã trải qua một mối tình. Em và bạn trai quen nhau trong 3 năm. Nhưng mà lý do chia tay thì vì tụi em quen xa. Em có thời gian đi học 2 năm. Bạn đó thì làm người Hà Nội. Cho nên là sau này thì định hướng công việc của hai người cũng khác nhau. Em thì quyết định sống ở Đà Nẵng, còn bạn thì có cái công việc của bạn ngoài kia. Với lại khi mà quen xa thì cũng gặp rất là nhiều cái việc chia sẻ, nói chuyện. Cho nên là cuối cùng là chia tay ạ. Thôi giờ quen gần rồi ha. Đúng rồi, giờ gần sát bên luôn đó. Bây giờ em muốn có một cái người mẫu lý tưởng như thế nào? Em muốn quen một bạn nam sống có ước mơ, có nhiệt huyết, có kế hoạch về thời gian cụ thể rõ ràng á. Tức là ví dụ như trong công việc thì là tập trung công việc, nhưng mà sau cái thời gian công việc đó thì thời gian dành cho gia đình, cho bạn gái thì sẽ phải có cái khoảng thời gian đó. Tức là giờ nào việc nấy. Em muốn như vậy ạ. Và bạn nam đó thì là một người sống tình cảm, ấm áp một xíu. Có yêu cầu về ngoại hình không? Em thì luôn thích được che chở, cho nên nếu như mà bạn nam cao được trên 1m7 thì em rất là thích. Nãy qua rồi mà quên. Xém 1m7. Em xém được không cô? Dạ. Dạ, 63. 63. Xém nhiều á. Dạ. Chủ yếu là như vậy ạ. Trời, đồ dài ta mang cả tất luôn, cái thua gì đâu mà. Cho tất hai luôn. Đúng rồi. Những cái gì mà nãy nhà gái đưa ra, em cảm giác mình đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em đáp ứng được. Đáp ứng được đúng không? Chỉ có cái chiều cao mang đồ dài vô là xong. Không sao, gặp nhau cái mê là không còn phân biệt chiều cao nữa. Đó. Bây giờ nhà trai, nhu cầu về người yêu của mình nó như thế nào? Thật ra thì mình cũng trải qua quá nhiều rồi. Nên là em chỉ muốn là cái người đó nó phải thấu hiểu và biết chia sẻ. Vì khi mà mình quen nhau thì chẳng có cái việc nào nó suôn sẻ. Cùng nhau nó vượt qua được những cái ải đó. Khi mà mình vượt qua được thì mình tới được với nhau. Còn nếu như mình cả hai nó không vượt qua được thì mình gãi thôi. Em cũng không có thích cái việc là bây giờ mình quen, mình tìm hiểu nó mất vài năm, xong rồi là mình lại nói là mình không hợp nhau. Phải quen một người khác nó lại rất mất thời gian. Cho nên là em cũng nhờ cái chương trình này là em lên đây là để mà em kiếm vợ chứ không phải em kiếm người yêu. À, hay quá. Rất là rõ ràng ha. Rất rõ ràng, thẳng thắn. Ok. Em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với mấy đứa em. Dạ, này là nhân viên, này là cũng khách hàng hồi xưa luôn, bây giờ cũng chơi với nhau mà. Rồi, dạ mời nhà đại diện nhà trai. Em xin chào hai MC, chào hai bạn và chào quý vị khán giả. Trước khi mà làm bạn với Việt á thì mình là cương vị khách hàng, Việt là người cung cấp dịch vụ, nhưng mà chỉ cần làm việc làm một buổi thôi, chưa cần đến cả ngày nữa, thì không những mình mà chồng lẫn ba mẹ của mình cũng rất là thương cái anh này, tại vì ảnh mộc mạc lắm, ảnh chân thành lắm, làm việc rất là giỏi, rất là bản lĩnh. Hai nhà gái như thế nào ạ?
bạn này rất dễ thương, rất phù hợp. Em thì rất thích bạn này, thì em nghĩ thì anh cũng sẽ có cùng nhận định. Anh nhất định phải hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Một cô khách hàng rất là tình cảm. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi với ba bà mẹ của em. Ồ, vậy hả? Rồi, con chào cô chú. Xin chào anh Quyệt Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào thân gia bên gia đình họ đàn trai. Xin chào tất cả. Tôi thì làm cha mẹ thì cũng mong muốn cho con có nơi có chốn lập gia đình. Còn cái sự quyết định là cho con khác. Cảm ơn cô chú. Mẹ có ý kiến gì không? Mẹ thấy chàng trai thế nào? Nhạc lanh lợi, công việc làm tốt thì cũng có năng lực nên mới phát triển và làm đi cái công việc như vậy. Dạ. Tôi thấy thì... Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau thôi. Mở rào. Bây giờ là sân khấu của việc đó, không gian của việc đó. Bắt đầu đi việc. Dạ, em cũng có một cuốn sách tặng anh ạ. Đây là cuốn Hiểu về trái tim. Thì em nghĩ những việc gì mà mình xuất phát từ trái tim thì nó sẽ chạm được đến trái tim ạ. Rồi, hai bạn nói chuyện với nhau đi. Dạ, anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Xin anh hỏi gì về anh đi? Quan niệm về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Tình yêu thì anh cũng không có cái quan niệm gì nhiều hết, tại vì nó không thể nào mà nói được bằng lời hết. Nên là anh nghĩ là nếu như mà anh yêu em thì anh yêu hết tất cả con người của em, anh yêu với con người của mình đó, cái bản chất của mình, chứ mình đừng có thay đổi vì ai đó hay là gì, mình sống vì mình. Em thì trong chuyện tình yêu thì em muốn là hai bên phải lắng nghe và thấu hiểu với nhau. Khi có một cái vấn đề gì đó, hai bên cùng cởi mở chia sẻ để cùng giải quyết vấn đề. Còn ví dụ như mà nếu mà để một người kia, người này đoán ý người kia đoán ý người này thì nó rất là khó. Anh cũng không thích cái việc là khi mà mình có cái việc gì á, ví dụ như là em muốn anh làm cái gì á, thì em phải nói cho anh biết. Khi mà mình quen nhau thì có nhiều chuyện nó xảy ra, quan trọng là mình có đồng ý ở cái việc là bước vào cái cuộc đời của người đó. Mình phải chấp nhận và hy sinh, yêu cái con người của người ta, đừng có bắt người ta thay đổi bất cứ một cái điều gì hết. Dạ, giả dụ như anh nói là không thay đổi thì ví dụ bây giờ anh nóng tính trong công việc, những cái việc khác ví dụ anh đi chơi với em thì anh có nóng tính không ạ? Không, mình nó luôn luôn có rõ ràng ở cái việc là cái công việc nó khác mà cái cá nhân nó khác. Dạ. Mình chỉ nóng tính ở trong cái công việc thôi. Anh thì anh cũng nói thật luôn là anh không có phải là một người lãng mạn như người ta. Lễ ngày gì đó là anh phải tặng quà cho em hay là anh tặng hoa cho em, anh không có cái tính đó. Nhưng mà nếu như mà anh yêu em thật sự thì ví dụ như là anh biết được là em thích cái gì là anh sẽ mua, hoặc là nếu như mà em thích cái gì em nói anh là anh sẽ mua được cho em thôi. Anh nhưng mà ví dụ khi quen thì anh cũng sẽ để ý là em thích cái gì và anh sẽ đúng rồi. Dạ, vậy thì thời gian rảnh vào cuối tuần thì anh thường làm gì ạ? Anh chủ động được cái thời gian ngoài những lúc mà mình đi quay thôi, còn lại mà khi mà mình không đi quay thì mình cũng làm việc ở trong công ty, thì ở trong cái văn phòng thôi, thì mình cũng chủ động được cái thời gian. Một cuộc sống mơ ước trong tương lai của anh là như thế nào? Anh thì mình làm việc, mình xây dựng cái sự nghiệp của mình nó ổn định. Cái tiêu chí của mình là tới khoảng tầm cỡ 50 tuổi là mình xong cái sự nghiệp của mình rồi. Là mình về quê mình sống cho con cái của mình, nó nói tiếp theo cái sự nghiệp của mình thôi. Về quê chăn rau. Lúc nãy em không nghe được anh giới thiệu là quê anh ở đâu ạ? Mình ở Đà Nẵng luôn. Nhưng mà mình về quê ở đây là có nghĩa là mình muốn lên Đà Lạt hay là mình muốn quen về một cái vùng nào đó mình có thể trồng trọt rồi được, là mình về mình mua đất mình làm nhà ở đó mình ở. Dạ, anh có gì hỏi em không ạ? Anh thì cũng không có biết hỏi gì nhiều hết, thì nếu như được thì sau cái chương trình này thì mình về tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Đó, nói tóm lại đây là một người rất là yêu nghề ha, một chàng trai làm nghề quay phim. Người ta nói rằng mấy ông quay phim cũng thương cái máy còn hơn vợ nữa. Đúng rồi đó. Nó thiệt luôn. Vợ với cái máy mà lỡ té là không đợi cái máy không, cái còn máy có cày không? Cái đó là quá thiệt. Rồi bây giờ về đi. Tiếp xúc chút xíu nào, mời hai bạn đến đây. Đó. Đến đây để chúng ta giao lưu về tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng ta sẽ có thời gian 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau, để chúng ta trao nhau những cảm xúc ban đầu, để xem trong tận sâu ánh mắt đó có một chút gì đó rung động hay không. Rồi. Bây giờ thì em trai nói trước đi. Từ đầu câu chuyện tới giờ thì em cảm giác như thế nào về người con gái này? Bây giờ em cũng không biết nói gì hết. Em phải nói gì đi chứ. Không lẽ từ đầu tới cuối giờ em cũng không biết nói gì? Anh cũng không có mong muốn gì nhiều hết, cho nên là mình nghĩ là quen nhau thì mình có thông cảm cho nhau, hiểu nhau, nó cùng vượt qua những cái thử thách phía trước thôi. Tức ông này ghê. Em thấy người đối diện như thế nào? Chứ mình không mong muốn gì sao được.
Không cần chỉ đâu Lan. Cưới. Anh nghĩ rằng bạn ấy dư sức để nói, bạn ấy có mối tình 8 năm mà. Thành ra cái gì nó xuống hết từ trái tim thôi. Ta nghĩ bấm nút luôn, anh không mong, không mong tôi. Anh mong là cái việc là mình sẽ cho nhau cơ hội rồi sau cái chương trình này thì mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ôi, thôi được rồi. Chúng tôi là giúp bạn hết sức. Còn câu trả lời thì thuộc về bạn gái. Đúng rồi. Cảm xúc thuộc về bạn gái. Nào, chúng ta để tay vào nút bấm đi em trai và em gái. Chúng tôi chỉ kết nối các bạn để các bạn trò chuyện với nhau. Kết nối để các bạn gặp nhau, nói chuyện với nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Còn những cảm xúc tận trái tim của các bạn, những quyết định các bạn thì các bạn phải tự quyết định và có trách nhiệm với quyết định của mình nha. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đối diện với người thân của mình khi đưa ra quyết định đó. Bấm nút bằng cả trái tim, đừng bấm nút vì điều gì khác. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ok, thôi thì lúc đã bấm thì chúng ta nắm tay nhau nào. Đã chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Bây giờ trước mặt ba mẹ của bạn gái, mình xin phép hai bác cho tụi con quen nhau và tìm hiểu nhau gì đó. Chào ha, hai bác, con cũng không có biết nói gì hơn. Con cũng không có thích là mình nói nhiều hoặc là mình hứa gì nhiều hết. Thì con thì không hứa cái gì hết, con chỉ nghĩ là con cố gắng sống tốt nhất có thể những cái ngày mình đang còn ở bên nhau. Hay quá. Anh nghĩ hôm nay là một cái bước khởi đầu thì nó cũng chưa phải là một điều gì hết à, nhưng mà nó sẽ là một cái cơ hội nếu như mà mình tìm hiểu mà hợp nhau à, cùng nhau cố gắng thì à, mọi chuyện sẽ có câu trả lời ở tương lai hơn ạ. Một nụ hôn sau khi bấm nút. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Người Thái nói hello là sao? Chào Bình Nọng. Hả? Chào Bình Nọng là chào mọi người. Chào Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Dạ. Chào Bình Nọng là cháu nấu với Bình Nọng. Dạ chào... đúng rồi. À giờ cháu Bình Nọng à. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị có mặt trong chương trình. Đặc biệt là chào nhạc trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lương Thị Thúy Lâm, năm nay em 25 tuổi. Em là người Thái và hộ khẩu nhà em thì Đắk Lắk. Em hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân tộc Thái đúng không em? Dạ vâng. Mời em trai. Chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em tên Phan Huỳnh Anh Khoa, 27 tuổi, hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Em hiện sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chứng khoán mùa này khá không? Năm ngoái thì khá chứ năm nay thì năm nay đỡ khá hơn đúng không? Năm nay đỡ khá. Nhưng sao? Hình sin mà cứ sống nó lên rồi nó xuống rồi xuống rồi nó lên. Dạ đúng không rồi. Lo ha. Dạ đúng. Rồi. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm mình chia sẻ nhà trai nghe chút xíu cái coi. Điểm mạnh của em là có thể là giao tiếp tự tin, dễ thích nghi và hòa đồng. Rồi. Còn khuyết điểm là hay cáu, hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ nếu mà yêu đương. Không có đâu, giận dỗi vô cớ đó là cái gọi là đặc quyền của phái nữ rồi em ơi. Cho nên em đừng liệt nó vô là khuyết điểm. Đúng không mọi người? Ủa nhưng mà cái mà em gái nói là cáu với lại là nóng nhẽo khi mà yêu đương thôi, còn khi làm việc là không có đúng không? Dạ vâng. Nói chung em cũng biết gọi là chiều người yêu mình nên vậy là chịu đựng được. Chịu đựng đúng không? Vẫn chịu đựng. Cấu cỡ nào cũng chịu đựng được. Dạ ha? Đúng. Nhớ nha. Dạ. Còn em ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chuyên nhận biết về các dòng tiền về đầu tư. Tính cách em thì vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người. Em biết dòng tiền đầu tư về luôn hả? Ý là biết là nhạy bén với những cái vấn đề đầu tư ở đâu á. Em chỉ anh Nai mua mã nào đâu. Cho em thì hiện tại thì nếu mà được thì mua cứ mua ngân hàng thôi. Nay lãi suất không còn có 5 chấm mấy không biết được. Sắp tới thì lãi suất nó tăng lại rồi thì ngân hàng nó sẽ tiếp tục lãi lớn. Mình xin mời ông Mai quay trở lại với công việc chính ạ. Đang tìm mã chứng khoán tôi mua cái đã. Có tiền tôi mới làm mai làm mối cho nó tốt dạ, chứ. Dạ bữa nay đi làm là không có lương đâu à, cho nên đừng nghĩ tới chuyện đầu tư à. Mình làm mai làm mối là mình làm cho mọi người vui vẻ nha, chứ không phải là mình đi làm để kiếm tiền à. Mình có tiền mình mới vui, mà mình có vui thì mọi người mới vui. Dạ thì chứng khoán thì nói chung theo em thì là một kênh đầu tư khá hấp dẫn. Phải không? Thiệt, em nói thiệt.
Thiệt đúng không? Dạ đúng. Rồi, thôi cố gắng đầu tư chứng khoán ha. Bên nhà gái có đầu tư chứng khoán với tôi không? Ôi dạ. Trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Hello, chị Quỳnh Linh. Người Thái nói hello là sao? Chào Bình Nọng. Hả? Chào Bình Nọng là chào mọi người. Chào Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Chào Bình Ngọ. Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Dạ. Cháu bí nọn là cháu nấu với bí nọn. Dạ cháu... đúng rồi. À giờ cháu bí nọn á. Dạ vâng, em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Hả? Em hiện tại đang khởi nghiệp. Khởi nghiệp? Dạ vâng. Đừng lo, có anh chứng khoán lo. Được không? Dạ nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Vâng, thì em đang stop mảng gì vậy? Giáo dục ạ. Giáo dục. Giáo dục. Là cụ thể là như thế nào, mình chia sẻ cho mọi người. Tiếng Anh hay tiếng Việt hay là tiếng Thái? Bằng giáo dục tiếng Việt. Tiếng Việt đúng không? Vâng. À. Mà có xen tiếng Anh trong đấy. Em mở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Ngon lành. Ủa anh mở vào đó luôn không? Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Dạ chào nhà trai. Búp míp dễ thương. Nhà trai dễ thương quá ha. Trời ơi. Múp hơn tôi luôn à. Dễ thương quá trời luôn. Mình chăm sóc bạn gái tốt quá mà đúng không? Thì sao mà mình ế để mà mình phải lên tới trên đây vậy? Giống như bó tình đầu thì thời học sinh thì nói chung là cũng chỉ nắm tay đi chơi sơ sịa thôi chứ không có. Bó tình thứ hai thì em quen bạn đó hồi đầu năm đại học, cuối năm cấp 3 đầu năm đại học. Thì bạn đó nói chung là lúc đó thì cả hai cũng yêu đương rồi, kiểu như em thì gần tới sinh nhật bạn đó thì em muốn là em đi làm để kiếm tiền để lo cho bạn đó, lo làm một cái sinh nhật cho bạn đó. Nhưng mà kiểu như em đi làm, lo làm quá thì tối về em mệt thì em lại vô tâm, em bị cái vô tâm là mệt quá thì em lại không nhắn tin. Thì bạn đó thì buồn thì bạn đó đi nhắn tin tâm sự với bạn thân em. Rồi yêu bạn thân em rồi luôn. Cái lúc nào yêu bạn thân em lúc nào không hay. Trời ơi. Cái chuyện đó bình thường thôi. Dạ, thì nói chung là ông là có lỗi nhất là cái chuyện vô tâm là không và không chăm sóc bạn gái. Dạ đúng. Hai cái lỗi lớn nhất trong tình yêu mà có người khác quan tâm và có tâm là người ta yêu luôn, không có trách người ta chuyện đó. Dạ. Tự trách mình nha. Dạ đúng. Rồi, mối tình thứ ba là sao? Thì em mới quen cách đây, kết thúc được cách đây chắc cũng tầm gần một năm. Thì em quen một bạn làm ở lễ tân ở bên dưới công ty em luôn. Thì nói chung là lúc đầu thì bạn đó cũng không có tình cảm gì với em. Lúc đầu bạn đó cũng không có tình cảm gì với em. Thì quen là do mọi người kích vô quen thôi. Thì nói chung cũng có đi ăn chơi vui vẻ các kiểu. Thì sau đó cái em cũng cả hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi. Rồi cái sau đó cái hai bên gia đình gặp mặt nhưng mà kiểu như em cũng bạn em muốn hỏi bạn đó là muốn kết hôn không thì bạn đó lại giật số ve. Em cũng không biết, nói chung là em cũng không biết lý do là tại sao. Thì bạn đó cứ viện lý do là muốn xây cho gia đình một căn nhà lớn. Thì em cũng kêu thì giờ cả hai cưới nhau rồi thì cùng cố gắng xây cho gia đình bên em thì cũng được, không có gì hết. Mà bạn đó cũng không chịu. Nhà gái sao, tình yêu sao nè? Dạ con cũng trải qua ba mối tình, nhất thì đâu mấy tháng. Thôi khỏi đi. Rồi, dài nhất là nhiêu? Dài nhất bao lâu? Dài nhất là một năm ạ. Cũng chưa dài lắm, có sâu sắc lắm không? Cái mối tình dài nhất đấy là mối tình đầu, mà lúc mà lần đầu mới yêu thì cứ tưởng là cũng nghĩ là sâu sắc. Nhưng mà có một lần vô tình con đi qua quận 9, con có vô tình gặp lại người đấy thì không còn một chút rung động gì nữa. Thì mới thấy là cái người mà ngày xưa nó mình không muốn... sâu sắc gì cả. Mấy tháng nay mới sâu sắc đó hả? Thì nghĩ là cái người mà ngày xưa mình muốn bên cạnh người ta trọn đời đấy, bây giờ khi mà gặp lại cũng chẳng còn cảm xúc gì cả, thì chứng tỏ là cũng không sâu sắc. Rồi, bây giờ... Giờ là mình sẵn sàng để mà mình đón nhận một tình yêu mới chưa? Dạ, lúc mà lên đây thì thực tế là bố mẹ con bảo lên đây, bảo là cách đây được 2 năm rồi bố mẹ, tại vì con về nhà con ít đi chơi. Thì bố mẹ nghĩ là thôi chết rồi con này, chắc là ế đến nơi rồi. Và rất là con ở với em gái thì bố mẹ con hay gọi hỏi em gái con là thế nào, dạo này chị mày có đi chơi với anh nào không, để con có thấy hẹn hò với anh nào không. Và lúc mà con về nhà thăm nhà thì bố mẹ với cả họ hàng cũng hay bảo là chết rồi con Lâm khéo phải đi bạn muốn hẹn hò thôi. Bố mẹ liên tục hỏi như thế nên là con đăng ký chương trình, cũng mong muốn là mình có một cái người mà hẹn hò để có thể cùng đi lâu dài. Thứ nhất là để bố mẹ an tâm và thứ hai là con gái thì có thì. Thế là cũng muốn là lập gia thất sớm để mà mình ổn định cuộc sống.
sợ lỡ thì đúng không? Dạ đúng. Gái vậy thì mà lỡ thì coi như là nó mệt lắm. Mà lỡ dở luôn á. Lỡ dở, dở dàng luôn, được rồi. Rồi bây giờ nè, mong muốn của em có một người bạn trai như thế nào? Dạ, thứ nhất là một người mà có đạo đức, nhân cách tốt, thông minh, hài hước, sức khỏe tốt và tài chính tốt. Thôi. Còn có yếu tố sức khỏe tốt nữa nha. Kiếm người này cũng hơi khó nè. Và nếu mà anh ấy có mặt vuông chữ điền thì càng tốt. Mặt chữ điền hả? Dạ vâng. Mặt anh này chữ O nha. Ê, vậy? Mày O là một O. Qua đo đúng rồi. Có nghĩa là mặt hơi tròn tròn. Mặt ta đẹp trai chữ O ý à. Mặt cũng đẹp chứ đâu phải chữ O gì đâu. Có đạo đức nữa hả? Ừ. Dạ đúng rồi. Đạo đức là sao? Đạo đức là sao? Chị thấy ai đạo đức phải có đạo đức mà. Đạo đức có nhiều thứ đạo đức lắm nha. Dạ đúng rồi, có đạo đức không phải là học hết sách đạo đức. Có mà hết luôn hả? Không phải là học hết sách đạo đức mà là người ta kiểu tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh và không có cái ý nghĩ là muốn làm hại người khác, phương hại đến lợi ích của người khác để vơ về cho mình. Đó. Rồi, bên đây là mình thấy cũng ổn đó. Bây giờ em có hình dung ra được là bạn trai của em là giống giống ai không? Em có nhu cầu nào không? Dạ, em rất thích ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn hả? Vâng ạ. Tức là Hà Anh Tuấn đẹp trai này, có cái vẻ lịch lãm, tri thức, tử tế và hay làm từ thiện, đặc biệt là hát hay, cũng hài hước nữa. Nói chung là người đàn ông đó thì ai cũng thích hết trơn á. Mình này có mẫu người nào mà mình yêu mến không? Em thì thường thì em sẽ thích vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà và tính cách dễ thương vui vẻ của Miu Lê. Trời, bên Hà Anh Tuấn, bên Hồ Ngọc Hà. Miu Lê toàn là người hot hot không? Hot hot không? Thôi, bây giờ là giống giống Hồ Hà đúng không? Còn mình cần gì không? Chiều cao hay là cân nặng hay là... Có cao cỡ Hồ Ngọc Hà không? Em thì em lại thích kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ. Quan trọng... Thật sự bản thân em thì thích bạn dễ thương hơn. Dễ thương, yên tâm về độ dễ thương là khỏi lo. Bên kia cũng dễ thương mà bên đây cũng dễ thương. Đúng rồi. Nói chung hai bên dễ thương hết, hai đứa mình cũng dễ thương. Đúng rồi. Dạ, giờ mình hỏi gia đình ta đi chứ đi. Mình tự khen nhau hoài cũng kỳ quá. Em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với em họ của em. Em chào chú Hiền Linh và chào chị Ngọc Lan. Em tên Phụng, là em họ của anh Đăng Khoa bên này. Em thấy bạn nữ dễ thương và thấy chị có một cái tinh thần khởi nghiệp thì em nghĩ là chị khá là độc lập về tài chính. Thì anh Khoa bên em mặc dù rất là trẻ nhưng mà cũng đã mua được nhà và xe ở Sài Gòn rồi, nên là chị cứ yên tâm về nhà lập nghiệp thôi. Không cần sửa nhà nữa em, nhà hư hư rồi qua nhà anh ở. Nhà trai tôi có nhà có xe riêng rồi nha. Sửa chi nữa đúng không? Không cần sửa. Không cần sửa. Còn cho người chăm dọn dẹp nhà cửa thôi. Hay quá. Nếu mà chị khởi nghiệp và làm trong cái lĩnh vực đầu tư như vậy á, thì chị có bị áp lực công việc hay là mình sẽ có quá nhiều thời gian dành cho công việc không? Có nhiều thời gian để dành cho gia đình hay không? Em nghĩ là áp lực thì bất kỳ công việc nào cũng có, mỗi công việc thì nó có đặc thù riêng và áp lực riêng. Chị có hay đi ăn buffet không? Em ạ, buffet. Tại vì anh Khoa khá là thích đi ăn luôn á. Tối nào cũng có thể là đi ăn hết luôn. Thì chị có thể đồng hành cùng ảnh đi ăn vào mỗi buổi tối. Bớt bớt lại chút. Không không không, thấy nói chung là hợp lý với cái giao diện. Dạ nhưng mà ảnh có đăng ký tập gym rồi nên là nói chung là sức khỏe rất là khỏe và những cái tiêu chí mà em thấy chị cần ở một người bạn nam á thì là ảnh có thừa luôn á. Hay quá. Ăn chi tốn tiền xong rồi đăng ký tập gym tốn tiền thêm. Không, người ta tập đừng ăn là... khỏi tập. Người ta tập gym là để người ta ăn nó mạnh dạng. Khi cho khổ thì tự nhiên tốn tiền buffet xong rồi tốn tiền tập gym đó. Mà ta đừng ăn khỏi tập gym đỡ tốn tiền hai thứ. Vậy là không biết, nói chung như vậy là sống mình mất cả nửa cuộc đời rồi. Ủa vậy đó hả? Không, mình ăn uống là mình mới trọn vẹn được cuộc đời của mình. Không sao ạ, em có thể chọn đời ở California. Và thể của em là có thể dẫn thêm một người tập nếu mà người yêu, người đàn ông của em mà thích đi ăn mà vẫn muốn đi tập gym thì cái thể của em có thể dùng chọn đời. Trời mà ơi, không cần tập thêm chút gì nào. Bé này người Thái chứ gọi là lành thì gọi là người Thái nên thần Thái lắm. Thần Thái đúng rồi. Thái. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào nhà trai ạ. Em ngồi ở đây thì thấy là anh
cũng dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Đồng thời là công việc của hai anh chị cũng có điểm chung với nhau. Thì em thấy là hai người cũng khá là phù hợp với nhau. Thì mọi quyết định là nằm ở chị thôi. Em không có lời khuyên gì cả. Nhưng mà em thấy là ok đúng không mày? Em thấy thì trên thang điểm 10 thì em chấm là khoảng 8,5 ạ. Quá ngon. Chơi trung bình là được. Mời bất phế, mời bất phế. Và đặc biệt là anh có một điểm chung với em nữa, đó là thích ăn uống. Thế nên là... Mà sao người ta thích ăn uống mà giao diện người ta ngộ quá ha? Còn mà... Mà ăn ít. Thích ăn rồi sao mà ăn ít được? Ăn... Em ăn nhiều không? Dạ em thì em thích ăn nhưng mà ăn cũng vừa ăn... phải chứ không phải là ăn... Ăn rau không? Còn những cái người mà mập mấp mép người ta hay thích ăn thịt mỡ. Ăn thịt nhiều thì nó mập vậy đó. Ừ chú biết mà. Thôi được rồi. Bây giờ mở rào được chưa? Được rồi, mở rào đi cho hai đứa gặp mặt coi. Mở rào. Tôi cũng nôn quá rồi. Rồi. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái cuốn, một trong những cuốn sách mà em yêu thích nhất, Nghệ thuật đàm phán. Chúc anh chốt đơn được em. Đây là một cái bút để lỡ mà mình có hẹn hò với nhau thì để anh viết chuyện tình đôi ta. Ok, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thì anh cũng hy vọng là chúng ta, anh sẽ chốt được đơn em chứ. Chứ anh cũng ấn tượng với em. Cảm ơn anh. Không biết bên nữ mình có thích, mình có bị say không ta? Dạ em không. Thì nói vậy thì tốt, tại anh cũng hay thích đi du lịch. Thì hy vọng là sắp tới mình sẽ có những chuyến đi du lịch Việt Nam với nhau. Ủa em định hỏi mình tính mời ta đi xe đò hay sao đi xe xe? Dạ không, em đi xe em chứ. Ủa nhưng mà ví dụ như lỡ người ta bị say xe rồi sao, rồi không lẽ là không tới đi được xe xe nhà? Thì mình đi máy bay, mình sẽ lựa những chỗ xa hơn, mình đi máy bay luôn nó hợp lý hơn. Ok được, tôi tưởng đâu mời tôi đi xe còn đò, xe thì xe mình đó. Sẽ đi tầm tới miền Trung, còn nếu mà khỏe hơn nữa thì mình đi ra Bắc luôn. Nếu mà đi xe như thế thì sẽ khá là cực. Em thì thường đi du lịch em hay bay ra Phú Quốc, em hay bay ra Phú Quốc nghỉ dưỡng vài hôm xong rồi em lại về. Sao nghe giống anh quá. Anh thì khi rảnh thì anh cũng hay đi máy bay đi nghỉ dưỡng. Thì một là Đà Lạt, hai là đi Phú Quốc ra biển. Còn buồn nữa thì lái xe ra Vũng Tàu. Hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền đó. Tới rồi đó. Tim đập thành thạch luôn rồi đó. Tình yêu nó dễ lắm, thấy biết xuất hiện tình yêu rồi đó. Thôi. Nói đi. Mày mà hỏi tôi cái gì nữa. Khoan, nói luôn đi Khoan. Khoan giờ Khoan hỏi giờ. Em ơi, mình hẹn hò đầu tiên em thích ở đâu? Em ơi, thì nó thì sau chương trình này thì anh cũng muốn có một cái tí thời gian để tìm hiểu em. Thì, một tí thôi à? Không, ý là có một cái buổi gặp hẹn đi chơi để được tìm hiểu em. Rồi hy vọng chúng ta sẽ có những buổi, sau đó sẽ có những buổi đi chơi vui vẻ nhé, vui bên nhau. Dạ vâng, em tặng anh cuốn Nghệ thuật đàm phán nên hy vọng là anh chốt được em. Ok, rồi cảm ơn em. Tại thật sự tự nhiên gặp cái người mà mình thích đó, anh thì hơi bị rung. Ý nói về đọc lại cuốn đàm phán thì em biết mà, em nghe em biết. Mà tôi nói như vậy gái biết nha, đừng có làm khó nhà trai tôi nha. Nhà trai tôi á, đàm phán gì làm ăn rất giỏi, nhưng đàm phán tình yêu hơi bị yếu. Từ từ làm dữ vậy, đừng có làm khó nhà trai tôi. Tôi nói nha, bây giờ còn có những giây phút gọi là ngắn ngủi thôi thì phải tranh thủ. Làm gì thì làm lẹ lên, nói cái gì thì nói cho lẹ cho dứt khoát. Khi gọn có tình ghẻ. Yêu rồi người ta khó nói gọn ghẻ lắm. Người ta không có léo lắc, không có miệng lưỡi như người đàn ông khác. Người ta chân thành, thật thà, chất phác. Như thế nó mới là yêu thật. Nếu như giả sử chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta hợp nhau thì khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi rồi đấy, có thể tiến đến hôn nhân được. Được á.
cái phong tục người Thái mà đòi hỏi trâu bò heo gà gì không? Vô chính chị thôi, đòi hỏi voi thôi chứ cũng không đòi hỏi trâu bò. Thôi bây giờ mình bàn luôn chuyện đám cưới đi. Đó, tại vì bây giờ là dân tộc Thái là nhiều khi phải là cái văn hóa dạ, khác nữa. Phải có voi không sao, để vô sở thú liên hệ mượn cho con voi. Đòi hỏi voi kìa, thì tôi mượn cho con voi được. Tôi không nói được gì, tôi không biết phải trả lời sao luôn á. Thì đòi hỏi voi, tôi nhà ta tôi sẽ đáp ứng có voi. Tôi vô sở thú. Em từ chối vô sở thú liền cho chị. Tôi... Em mới làm biết cái gì đó nó khó hơn cho chị. Chắc luôn. Kẹt quá mượn được tôi thuê. Em mà là phải đòi voi ở buôn làng á. Đúng rồi, đòi voi ở buôn làng. Không lo, tôi lên bản đồ tôi thuê. Không này, có gì lo ngoài gì voi ra rồi còn gì nữa không? Gì phong, nữa? Phong tục cái văn hóa đám cưới của người Thái á. Em cũng không nhớ chính xác nhưng mà có những cái lễ, có những cái lễ mà nó liên quan đến lễ cưới ấy, thì nhà trai đến, tại vì người Thái thì ở nhà sàn, nhà trai đến nhà gái có quyền là hát nước. Đấy, hát nước. Hát nước hả? Dạ vâng, hát nước nước nhiều mà. Hát nước nhiều mà. Hát nước nhiều mà. Dễ, hát nước. Để tôi đi hát phụ cho. Không, nhà gái hát nước vô nhà trai. Đúng rồi, nhà gái hát nước. Nếu mà nhà trai, cái khúc đấy nếu mà nhà trai tự ái bỏ về thì... Không sao, mặt này bự lắm, đáng chịu cơ. Thủ qua mưa sẵn. Hứng luôn, hất cỡ nào hất. Vừa hất cái bung dù liền giống như phim vậy. Còn gì khó nữa không? Bên người Thái là họ có bắt rễ không? Hay là... Không, người Thái thì không có bắt rể chỉ có bắt vợ thôi. Em có ngại khi mà anh đi tại vì bản chất công việc thì đi hay đi gặp khách thường xuyên á, thì anh sẽ cũng sẽ sẵn sàng về gia đình thôi chứ, nhưng mà nhiều lúc thì sẽ bị về hơi trễ một xíu, không biết em có chấp nhận không? Em nghĩ là mỗi công việc đều có đặc thù riêng, và em nghĩ là nếu mà cái việc mà đi về trễ và có rượu bia đấy nó phục vụ cho công việc thì em nghĩ là em chấp nhận được, còn nếu mà phục vụ cho người khác thì thôi anh đi luôn cũng được. Về hôn nhân thì không biết là em muốn ở chung gia đình hay là ở riêng với hay là ở riêng thôi. Vì muốn ở chung ở riêng là sao? Là ý là muốn ra riêng hay là ở chung với gia đình. Vấn đề làm dâu thì ở chung hay là ở riêng đối với em thì nó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là mẹ chồng có chấp nhận cái việc mà khi mà ở chung con dâu đôi khi nó rơi vào trạng thái căng thẳng ấy, thì đóng cửa ở trong phòng mà cũng không có ra ngoài ăn cơm chẳng hạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là con dâu hơi vụng về một chút. Nếu mà mẹ chồng là một cái người mà rộng lượng và bao dung coi con dâu giống như con gái của mình thì em nghĩ là làm dâu nó không phải là vấn đề. Còn nếu như mà mẹ chồng mà quá xét nét, quá chi li từng tí một, coi con dâu giống như là người ngoài thì em nghĩ là mẹ chồng khó chấp nhận em. Còn em thì dù mẹ chồng thế nào thì em nghĩ là em vẫn chấp nhận được. Bây giờ nào, đến đây nào, hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, đưa cái tay ở đây đó. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây, nhìn sâu vào đáy mắt của nhau để cảm nhận xem tình yêu nó có xuất phát gì không, cảm xúc nó có rung động gì không, đặc biệt là về phía nhà gái. Rồi mình nói hết cái tấm lòng của mình, suy nghĩ sao về nhà gái mình nói đi. Mong muốn cái gì, nói hết, rút ruột rút gan cho nhà gái biết đi. Mắt em đẹp quá. Em cũng anh... em tốt tay rồi. Anh ngưỡng mộ ba em vì đã đánh cắp các vì sao để gửi vào mắt em. Không có được, buông tay. Nói tiếp đi. Thì thật sự thì anh gặp người mình thích thì anh sẽ thường anh hay run, anh không biết nói gì hết. Thì nhiều lúc anh văn vở thì nó hay lãng xẹt lắm nên vậy. Còn em không sao cả. Anh cứ thử văn vở một lần em nghe. Thì đó, anh mới văn vở xong đó. thì mai mốt nếu mà mình có cơ hội tiếp xúc nhiều thì mình anh sẽ cố anh gắng sẽ văn vở hơn. Anh sẽ cố gắng lãng mạn hơn. Tại anh cũng hơi run, hôm nay anh hơi run. Đôi khi cái văn vở nó hay lắm đó em. Không phải ai cũng văn vở được đâu. Nắm tay tiếp, không buông ra. Đừng có buông ra, không ai được buông hết trơn á. Trong giai đoạn này, cố gắng để chúng ta trao nhau cảm xúc, để chúng ta đưa ra quyết định cho nó đúng đắn nha các bạn. Rồi, bạn gái muốn nói gì với bạn trai không? Dạ, con nghĩ là anh trai này thật thà chất phác. Bởi vì là khi mà nhìn vào mắt anh không dám nhìn thẳng vào mắt con. Có mỗi con nhìn à? Mắt con nó sắc quá, ai dám nhìn.
Rồi, được rồi. Bây giờ về vị trí đi nào. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng Khoa. Chúc mừng em. Sao hồi nãy tính nói gì hả? Em tính nói là bố mẹ phái em gái đến đây để nhìn người giúp em. Bởi vì em gái em được cái nhìn người chuẩn. Nào, hãy nắm tay nhau. Em gái em đã giơ like. Em nghĩ là vậy, em nghĩ là có lẽ nên bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau nào. Hãy đan tay vào nhau nào, cho nó tình cảm nào. Đó. Em nghĩ là nên bấm nút. Thật ra thế này nhá. Trong cuộc sống rất nhiều chàng trai, rất nhiều cô gái, tại sao ta không gặp nhau mà chúng ta lại gặp nhau ở nơi đây với hai cá thể này, mà một chàng trai rất là tốt. Theo chú nghĩ nha. Dạ. Đây là chàng trai tốt đó. Cháu có thể gọi là làm cái nóc nhà được đó. Thế chú có nghĩ con là cô gái tốt không? Tốt. Nhưng mà cháu nghĩ, chú nghĩ cháu sẽ ăn hiếp chàng trai của chú đó. Cô gái này rất là sâu sắc nha mọi người, mạnh mẽ và rất là thông minh. Ăn hiếp chàng trai của tôi đó nha, đừng ăn hiếp chàng trai tôi nha. Coi chừng nha. Em có cảm giác mà. Bự con chứ nhút nhát trong tình yêu lắm. Rất là chân thành. Đừng làm gì cho em trai tôi buồn nha. Dạ vâng. Tội nghiệp em trai tôi. Đi về la nó không biết gì, nó xin lỗi hoài là mệt lắm. Bây giờ nè Khoa. Ở trên truyền hình á, ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình có một vài lời với người lớn. Thưa hai bác gia đình, hôm nay tụi con có duyên gặp nhau, tụi con đã đồng ý hẹn hò với nhau, xin phép hai bác và hứa những điều gì đó. Nào, nói đi. Nhân dịp quay chương trình này và con đã tới được với bạn nữ thì cũng xin gửi một vài lời với bên đàn gái thì con cảm ơn hai bác đã giúp góp lời cho bạn tới đây hôm nay để con có cơ hội để được gặp hôm nay. Thì con cũng xin phép là được quen bạn, được tìm hiểu bạn, được tìm hiểu bạn để sau này hy vọng cũng có thể tiến xa hơn cùng nhau. Rồi, được rồi đó. Bạn gái có muốn nói những lời trai không? Dương quá chị ạ. Lần đầu lên sóng truyền hình mà lại như thế này. Dạ con chào hai bác. Ngày hôm nay thì may mắn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò con được ghép đôi với cả con trai của hai bác. Con trai hai bác con thấy dễ thương, hiền lành, thật thà, chất phác. Hy vọng trong cái thời gian tìm hiểu nhau thì bọn con có thể là có sự đồng điệu để có thể là tiến xa hơn với nhau. Hy vọng là nếu mà tiến xa thì con sớm được gặp hai bác. Cái gì vậy? Ông muốn hôn tôi hả? Cái gì? À, ý của ông Mai nói là mình hãy trao một cái nụ hôn đầu tiên và nồng cháy cho cô gái ở tại cái sân khấu này. Đây là nơi chứng giám tình yêu của tụi em. Không đến mức nồng cháy lắm đâu. Nhẹ nhàng, quyến rũ thôi nào. Tôi tưởng đòi hôn tôi. Cái má răng đỏ đó. Đừng bao giờ quên giây phút này nha các bạn nhé. Thật ra, ngày xưa khi làm bạn mối hẹn hò, chứ tôi nghĩ đây cũng chỉ là một cái game show bình thường thôi. Nhưng với những cái lời hứa hẹn, những cái lời hẹn hò, những cái nụ hôn đầu tiên đó, những cái nắm tay thật chặt đó, những cái bấm nút tưởng chừng vô can đó, nhưng nó đã kết nối biết bao nhiêu tâm hồn lại với nhau. Và họ đang hạnh phúc đó. Hy vọng rằng cái điều đó sẽ lan tỏa với các bạn nha. Và đến ngày hôm nay thì bạn mối hẹn hò luôn luôn trở thành một nơi có thể ghép đôi thành công rất nhiều dành cho các bạn trẻ đang đi tìm một nửa mảnh ghép của mình. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Cố gắng lên Khoa nha. Dạ, cảm ơn. Cũng hơi mệt đó. Không, nóc nhà này quyền lực lắm. Có bất cứ vấn đề gì trong gia đình là nóc nhà này giải quyết hết. Cố gắng, nhiều đối thủ đang cạnh tranh với mình lắm đó Khoa. Dạ.